Nếu phòng tắm nhà bạn có không gian hạn chế nhưng bạn vẫn muốn lắp đặt những thiết bị kết hợp với bàn thì sản phẩm chậu bán nước bàn sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Và ngày hôm nay thì Ngọc Phương sẽ giới thiệu quý vị một sản phẩm chậu bán nước bàn đến từ thương hiệu Inox, rất là thú vị nha. Đây là sản phẩm chậu bán nước bàn có mã đó là AL345 đến từ bộ sưu tập S200 của thương hiệu Inox. Nếu quý vị muốn thiết kế một phòng tắm đẹp và chọn bộ thì có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác đến từ cùng bộ sưu tập S200 để có một không gian hoàn hảo nhất. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì AL345 sở hữu cho mình một ngoại hình vô cùng sang trọng và hiện đại, tạo nên cái sự mới mẻ cho không gian phòng vệ sinh của chúng ta. Phần thành chậu giống như một khay tiện ích có thể giúp chúng ta đặt để đồ ở phía trên. Phần vành và các góc cạnh được làm rất chi tiết và tỉ mỉ, phù hợp với xu hướng thiết kế thanh mỏng hiện nay. Phần thân chậu được thiết kế trơn láng giúp chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh nhanh chóng. Lòng chậu sâu và dốc hạn chế việc báo động nước và giúp thoát nước nhanh chóng hơn. AL345 có sức chứa lên đến 9 lít và giúp chúng ta có thể sử dụng vào đa mục đích khác nhau. AL345 được ứng dụng công nghệ bề mặt Aqua Ceramic ở trong khu vực của lòng chậu, giúp chúng ta chống bám bẩn, chống bám cặn và bền sáng suốt vòng đời sản phẩm. Sản phẩm chậu 345 sẽ có 2 phiên bản, một phiên bản có Aqua và một phiên bản không có Aqua. Và sản phẩm AL345 có thể kết hợp được với 32 mẫu vòi chậu của Inox. Và nếu quý vị chúng ta đang sử dụng các mẫu vòi chậu của Inox mà muốn thay đổi sản phẩm chậu thì chúng ta có thể tham khảo mẫu chậu AL345 nhé. Nếu quý vị chúng ta còn những thắc mắc nào về sản phẩm thì quý vị chúng ta có thể là vui lòng comment ở phía dưới video. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.